Đây là anh Sơn đang bắt con rắn hổ mang, rắn độc nhá. Lại tiếp tục anh Sơn lại bắt được rắn độc. Đang bắt hổ mấy bác này đấy. Mấy bác này không biết bắt rắn này. Đấy, ôi, phải ghê thế. Ghê quá, phải ghê quá. Kéo ra, kéo ra ngoài kia đây. Kéo ra ngoài đây đây. Con này ghê lắm đấy. Quá ghê luôn. Con này là khỏe hơn con hôm trước. Anh rất có duyên với rắn. Cho dịch ra ngoài kia anh ơi. Đây đây, gảy gảy nó ra thôi. Con nó chạy mất. Mọi người cẩn thận nhá. Đấy, về rồi, về rồi. Đấy, nhẹ nhẹ thôi. Đập vào lưng ngay, lưng ngay anh ơi, lưng ngay. Đập vào lưng thì nó sẽ bách được anh ơi. Đấy. 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 Này là cắn chết người đấy nha, anh em cẩn thận nhá. Không, nếu mà đi 103 nhanh thì có thể cứu được nhá. Đây. Con rắn này rất là kinh. Cái rắn nó khè rất là to luôn nhá. Đấy. Đây này, đầu nó phình rất là to này. Đấy. Ôi giời ơi. Bị tên liệt đấy. Rất là nguy hiểm nhá. Rắn này là cắn phát là đi luôn đấy nhá. Không, không đi đâu, đi 103 nhanh là vẫn sống nhá. Nếu mà đi xong đi xa ra thì nó mạnh lên. Đi xa ra. Quá không mạnh đâu. Đi xa xa ra. Đi đằng sau ấy, đừng gần gần đuôi ấy. Xa ra thì nó mạnh được. Độc của loại này rất độc nhá. Đấy, bành to chưa đấy. Thôi bây giờ phải bắt thôi. Bây giờ phải bắt thôi. Bắt được không nào. Ấy, 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 ấy. Rất là nguy hiểm. Lừa đi anh, sát vào tận mồm nó thì phải cầm được. Rồi. Ấy. Từ từ đã. Đấy. Chắc nào, chắc nào, chắc nào. Cầm sát nào. Rồi. Sát nào. Đấy. Đấy. Mai là nắng này đây, nó nhìn thấy. Đấy, anh đã thu phục được con hổ mang. Sau bắt rất là kinh. Con hổ mang kinh đúng không? Con này là cắn phát là chết người luôn. Cắn phát là chết luôn nhá anh em nhá. Đây là rắn, không biết là rắn đực hay rắn cái đây, nhưng mà có cái con này là con cái nhá. Đây, bộ phận sinh dục của nó đây. Đấy. Và sau đây chúng ta sẽ cho nó vào túi lưới đây. Thôi bây giờ cho túi lưới thôi. Đây, túi lưới của chúng tôi đã chuẩn bị đây. Anh cho đuôi xuống trước. Thế đó. Anh đấy, anh cho cái gì cho vào chân thì cho rất khoát vào. Hảo, rất khoát cô gái. Đó, rồi. Anh Sơn đã thu phục được con rắn và túi. Có kết thúc video chưa? Đó, chờ tí đã. Tí đó nhá. Buộc chặt vào. Và anh Sơn đã thu phục được con rắn hổ mang. À, các bạn ạ, xin cảm ơn tất cả những các bạn đã xem clip của tôi. Và nhớ nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Mình chỉ khuyên ra là mình đi bắt rắn để thả về thiên nhiên chứ không phải là bắt để đi thịt. Các bạn thấy rắn phải bảo vệ thiên nhiên nhé. Rồi thôi, xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và một ngày vui vẻ thôi nhé.